Những cơn đau co thắt ngực hay nhói tim cũng là một trong những dấu hiệu của bệnh về tim mạch mà không ít người mắc phải. Tỷ lệ người bị nhồi máu cơ tim cũng đang có chiều hướng gia tăng. Vì thế nguyên nhân và phương pháp điều trị như thế nào? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia tim mạch bác sĩ Paul Ong đến từ Singapore. Và thưa quý vị, tại phim trường ngay lúc này cùng với Kiều Khanh đó chính là bác sĩ Paul Ong đến từ bệnh viện Mount Elizabeth Singapore, và bác sĩ sẽ lý giải cho chúng ta biết là những cái nguyên nhân, những nguy cơ và cũng như là cái cách thức chuẩn đoán lẫn chữa trị như thế nào liên quan đến căn bệnh rất là thường gặp đó chính là bệnh động mạch vành. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ nhé thưa quý vị. Xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay ạ. Hello, thank you for having me. Thưa bác sĩ, vậy thì bệnh động mạch vành CAD là gì ạ? Động mạch mang máu giàu oxy đến nuôi tim. Thế nhưng, khi các động mạch này bị thu hẹp và tắc nghẽn do cholesterol, bệnh nhân có nguy cơ bị đau thắt ngực và họ có thể bị nhồi máu cơ tim. Và đây là tình trạng bệnh thực sự quan trọng mà chúng ta phải lưu ý. Và thưa bác sĩ, các triệu chứng của bệnh động mạch vành là gì ạ? Bạn biết đó, khi tập thể dục, tim cần phải hoạt động mạnh hơn, nhanh hơn, và khi các động mạch bị tắc nghẽn, lượng oxy và máu bơm về tim không đủ, khiến bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng khó chịu ở ngực. Thông thường, đầu tiên họ có thể cảm thấy khó thở, mồ hôi lạnh và cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Vậy thì các nguyên nhân gây ra bệnh mạch vành là gì thưa bác sĩ? Tôi nghĩ có rất nhiều lý do liên quan đến lối sống và sinh hoạt thường ngày. Cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn, chúng ta ăn nhiều thực phẩm giàu mỡ hoặc thực phẩm chiên hơn. Lượng cholesterol tăng cao, những người sống ở thành phố thường có xu hướng ít tập thể dục hơn, nên sẽ gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Cũng có thể đề cập đến yếu tố di truyền. Nếu một người có ba mẹ hoặc anh chị bị mắc bệnh tim mạch, thì người đó sẽ có nguy cơ cao hơn mắc bệnh động mạch vành. Vậy thì bệnh mạch vành sẽ được chẩn đoán như thế nào thưa bác sĩ? Chúng tôi luôn khuyến cáo các bệnh nhân nam trên 40 tuổi và phụ nữ sau 50 tuổi nên đi kiểm tra tim và làm các xét nghiệm như đo điện tâm đồ, chạy gắng sức, siêu âm tim. Đây là những xét nghiệm cơ bản để kiểm tra tình trạng tim mạch của bạn, và dĩ nhiên, một số xét nghiệm máu cũng có thể kiểm tra được các chỉ số mỡ máu, chỉ số đường huyết trong máu để kiểm tra bệnh tiểu đường, cao huyết áp và mỡ máu cao. Vậy thì phương pháp điều trị bệnh mạch vành hiện nay là gì thưa bác sĩ? Phần lớn phương pháp điều trị y khoa là điều chỉnh thuốc và điều chỉnh lối sống như giảm cân, ăn uống lành mạnh. Việc điều chỉnh thuốc phù hợp giúp giảm các yếu tố rủi ro của bệnh nhân. Trong các trường hợp bệnh nặng, một số bệnh nhân cần can thiệp phục hồi và thông tắc mạch. Như chúng ta đã biết, phương pháp thường quy là mổ hở và phương pháp phẫu thuật bắc cầu. Rất nhiều bệnh nhân của tôi không muốn mổ lồng ngực, vì việc mổ thường phức tạp và rắc rối. Một cách khác để can thiệp là dùng phương pháp nong mạch vành, và ngày càng có nhiều người áp dụng hơn. Bác sĩ sẽ luồn bóng vào các động mạch bị tắc nghẽn để nong lòng động mạch, sau đó đặt stent để giữ động mạch không bị thắt hoặc nghẽn lại. Đây là phương pháp can thiệp không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu nhất, và thông thường bệnh nhân chỉ cần ở lại bệnh viện một đêm theo dõi. Sau đó bệnh nhân có thể xuất viện và trở lại cuộc sống năng động với thời gian phục hồi tối thiểu nhất. Bác sĩ có lời khuyên nào cho mọi người để có thể là ngăn ngừa gặp phải bệnh mạch vành không ạ? Tôi nghĩ điều quan trọng nhất chính là lối sống lành mạnh, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, và nên đi khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngay cả khi bạn cảm thấy mình không có vấn đề gì về sức khỏe, để đảm bảo các dấu hiệu bất thường được phát hiện sớm. Bất kỳ bệnh lý nào cũng dễ điều trị hơn khi được phát hiện sớm. Ngoài ra thì có những phương pháp nào mới hiện đang được áp dụng trong điều trị bệnh mạch vành không ạ thưa bác sĩ? Với những bệnh nhân mắc động mạch nặng, động mạch bị vôi hóa, các động mạch bị xơ cứng, thì hiện nay chúng ta có thể sử dụng loại bóng đặc biệt với sóng xung kích. Sóng siêu âm sẽ phá vỡ lớp canxi để thông tắc các động mạch. Một kỹ thuật khác chúng ta có thể sử dụng là đặt bóng có phủ thuốc. Khi bơm phồng bóng, thuốc cũng được đưa vào các mạch để mở rộng các động mạch. Vì vậy, Không phải bệnh nhân nào cũng cần phải đặt stent, mà có thể chỉ cần đặt bóng là đã đạt được những kết quả rất tốt. Dĩ nhiên, ở Singapore, chúng tôi cũng bắt đầu đưa vào lâm sàng phương pháp mổ robot trong can thiệp mạch vành. Vì vậy hiện nay, các bác sĩ phẫu thuật có thể phẫu thuật với sự trợ giúp của robot. Toàn bộ quá trình có thể chính xác hơn rất nhiều. Dạ, rất là cảm ơn những thông tin hữu ích cũng như là những lời khuyên của bác sĩ. Và một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.